210. Khoai này luôn. Dạ, mình đang mới nha. Okay. 210 nghìn lắm ạ. Đây anh em, vừa nhận được một cái kinh hàng à, mình đặt một cái mũ cho con Sika anh em ạ. Đây, Sika thì chưa về nhưng mà mình đã đặt hàng trước. Và là mình đã đặt hàng trước. Từ khi chim về chim thì tối nay về anh em nhé. Tối nay mình sẽ đi với anh em đi lấy Sika luôn. Đây, đây, bao cái tập kế nha. Bao cái tối khi họ đóng hàng ấy, rồi họ làm cái bầu dịch này nó sẽ tạo thành cái khí này nè, này nè, đấy tạo thành một cái khí này, ok phết. Đây, đây là cái mũ của Sika anh em nhé, đây mũ của Sika, đây, đây, đó, mới về thì mấy cái đoàn này nó hơi ấy tí, nó hơi hơi cứng, thì kiểu chí mình cũng phải vuốt. Vuốt cho nó mềm cái đoạn này để chim mình được dính vào cái mũ ấy, khó chịu đây. Đây anh em, mình mua của shop sóng tinh nhá. Như mình đã nói rồi á, mình không phải là pro cho shop nào nhưng mà em thấy cái shop này này, ok phết. Shop này là cũng có một cái YouTube luôn nhá, cũng có một cái YouTube tên là cùng sóng tinh luôn. Đấy anh em cần mua phụ kiện thì có lẽ mà mua ha. Thấy shop này mình mua shop này cũng lâu phết đấy, đấy. Chất lượng thì ok. Hiện tại mình thấy là ok nhất. Còn các shop khác nữa nói chung là mình không đụng chạm đến miếng cấm của ai khác, nhưng mà mình mua của shop này lâu rồi thì mình giới thiệu anh em nhé. Còn một số anh em cùng sẽ có một số anh em bán ok hơn nữa, hoặc là bán cùng chất lượng như thế này nhưng mà mình chưa biết. Đấy, tại vì mình mua thì mình mua gọi là mình mua quen rồi á thì mình mua, chứ còn cũng phải vì thế mà mình bảo là cả cái shop khác bạn không ok anh em nhá. Còn anh em nào mà quen shop nào rồi thì anh em cứ mua thôi, nhưng mà anh em cứ mua bao nhiêu cái loại mà thế này, cái mũ mà nó có cảm giác nó là xịn tí. Cái này là mình mua cả ship, em xem không, cả ship là 210 ngàn, một cái này là có 180 ngàn thôi. Có tiền ship là 30 ngàn. Đấy, ông ghi là tiền thu 201 này. Đấy em ơi, giờ mình sẽ cho, đến giờ cho nó, cho nó sọc ăn đây em ạ. Đây, mình sẽ cho nó ăn. Đây em này, bữa nay to rồi này. Đó, to rồi. Bắt đầu mình sẽ cho nó uống sữa này. Đó, ngon chưa? Đấy, đấy, đấy. Rồi. Nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Rồi, hai cái tay này, chúng mình hai cái tay này. Bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ. Khoai, khoai. Đấy, khoai, khoai. Bữa nay nó lống nó mọc lên em ạ. Đây này, lống nó mọc thôi, mọc lên cái đầu này thôi, cái đầu này bữa nay là mọc lống thôi. Đây, để mình cho con này ăn. Đây, loài này là ăn một lần nó không được đâu bọn này, tại vì nó cứ ăn một tí là cái ăn một tí. Đây này, mọc lống em này. Đó, mọc lống. Đây, con ăn sướng này, con ăn nhiều này. Đó, tái hai cái tái này, hỏi hỏi một này, khoai đấy, bỏ xuống đây rồi thái tiếp, thái phía nam. Cái bọn này nó ăn theo ăn nó nghỉ đâu, tại vì là bụng này mới ăn xong bụng càng để bên thái, thì nó ăn xong bên thái cái lót ổ lười này, lười này, em thấy lười không này, lười này.
một chữ cứ 5 tiếng là mình cho ăn một lần ạ. Ví dụ như là nó ho nói 5 tiếng là mình có 3 tiếng mình cho ăn lần. Ví dụ như là buổi sáng ngủ dậy cho ăn này, rồi tầm khoảng 9 rưỡi cho ăn này, rồi 12 giờ cho ăn đấy, 12 giờ cho ăn, rồi chiều thì 3 giờ cho ăn, tối thì là 6 7 giờ, còn đêm thì một lần 9 giờ và một lần mình ngủ tầm khoảng 1 2 giờ thì mình sẽ cho ăn. Đó. Một lần ăn khoảng 2 lượt đấy em ạ. Đấy. 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 Tầm này là ườn đấy đó, chổi đó. Nhưng mà mình dặn cho nó ăn xuống. Đấy. Một lống rồi. Một lống ngắn chưa? Cách có mấy ngày mà đào đang trốn trú mà dư được một lống rồi nè. Đấy. Đấy, chổi đấy, chổi đấy, chổi đấy, chổi chổi chổi. À. Ok đấy không? Đấy. Hai em này, để em đưa lên cho em xem này. Hai cửa, hai đứa. Đây, hai đây này. To này. Được bình thì to đái rồi. Đó. Đó, đó, đó. Nó một đợi này. Cho em xem hai con này. Đó, nó một đợi, nó một đợi. Tìm vụ một đợi. Đây. Đó. Nha. Để mình thái cái đấy cho hẳn rồi mình sẽ thái cái đấy của hẳn rồi mình sẽ đi lấy chim si cá em nhá, mình sẽ lấy chim si cá tại vì cũng đến giờ sẽ gá tao đến rồi, mình sẽ lấy chim si cá cho em xem. Lấy chim dạ rồi rồi thôi mình sẽ về nhé, về để mình tìm coi sao nhé. Ôi dạ, đường hoa đã đoạn ra, đường hoa đã đoạn vỡ ra. Ôi dạ, 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 cứ mua về là có con chó đã đoạn ra này, con người trong con chí đó. Ôi dạ, đi đó, đi đâu, con chí đâu. Người thấy mùi dê em này đó, người thấy mùi con dê này đấy, chó nó cứng lắm. Về nhá, đây này này, đây là kiện hàng nguyên đan nguyên kiện này đấy, nguyên đan nguyên kiện ha, chưa mở ra này đấy, số điện thoại này, ship này, ship rồi này. Con chim này thì mình mua mà con mãi si cá là 390, tiền ship là 200 ngàn, tổng là 590 em nhé. Đây giờ ta mở đây, giờ bắt đầu mở này. Thì ở trong Sài Gòn gửi ra thì mất một ngày một đêm em ạ, thì mới ra được đến nơi đấy. Cái này chưa mở đâu này, chưa bị mở này đấy, nhưng mà giặt này. Mồm mà đây. Đó. Hạ mồm đấy. Hạ mồm. Ui, ui, ui. Sờ sờ sờ. Nào bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đây cho sờ này. Đó nè. Đó. Làm sờ nè mọi. Sờ. Đó. Đó, dạ, sờ sờ.
Thôi nó cũng có nhất là nó sợ em bắt cái bọn to to một tiếng đấy mà, nhưng mà nó hơi nhạt nó có nhất là nên ra nó quen giờ giờ sợ đấy, sợ đấy, giờ chạy đấy, chạy đấy. Đấy. Sơn chỗ, sơn chỗ. Ba. Không được bật nạt em nghe chưa? Nghe chưa? Không được bật nạt em nghe chưa? Sau 24 giờ nữa mà, 24 giờ thì hiện tại thì nó ok. Thì hiện tại thì nó không chết đâu nhá. Đây. Để em coi phân của nó này. Phân này là phân đổi này. Phân đổi. Nôn ra lông. Ok, ngay cả. Nhìn này là ok đây, nhìn chim này là ok. Hôm nay em xem nó có ăn rồi đâu. Nếu mà nó mà ăn là ok lắm nhá. Đấy, sờ thôi. Đấy, sờ đấy. Ý chà. Ý chà, ý chà, ý chà, ý chà, ý chà, ý chà. Sờ. Ok này. Để em cho nó nghỉ tí ra. Em sẽ cho nó ăn nhá. Anh em này, xem cái mặt này, mới về này, ăn không? Ăn không? Ăn à? À, ăn à, hơi to à? Đây, đấy, ok luôn, ok nè, đây, ăn nè, để mình bỏ vào đây. Sờ lau sờ đấy em, lau sờ đây là vẫn sờ, chắc là mai một chứ làm đi đó đây. Sờ thì sờ chứ mà đổi là ăn cái đó đấy. Anh này đó. Anh đi. Ok chưa, hoàn hôn chưa, vẫn đang hở mồm sợ, vẫn đang hở mồm đây đấy đấy, tao là chủ nè, biết chưa, chủ nè đó, nhớ nghe chưa. À, đây này, rớt chơi kìa. Này, chủ nghe chưa. Này. Đây nè. Dạ, đợi. Đợi đấy. Đây. Đấy, nó chưa? Chưa nó. Đấy. Nó nhìn đổi một ngày đấy. Gọi là nghe ông bảo là gửi từ gửi buổi sáng à, gửi 9 giờ tối thì về gá Vinh của mình á, về gá Vinh của mình là tầm 11 12 giờ đấy. 11 12 giờ đêm là tầm hơn một tiếng đấy mà, hơn một tiếng. Nó đấy đó. Wow. Chắc là mình cho ăn rồi mấy ạ. Mới về cho ăn vừa vừa đấy. Đấy, đang sờ đấy, đang tìm chỗ trốn đấy, ăn rồi đã tìm chỗ trốn đấy. Đấy, ok nha, chim ok nha, chỉ có nó hơi nhạt thì thôi. Nhưng mà nhạt còn được, ok. Mình thích nuôi những cái bọn nào. Mấy năm trước ấy, là mình nuôi những cái bọn kiểu nó còn nhỏ á. Nuôi nó cực lắm, mình thích nuôi những con mà nó tué trong ổng này này. Mình đỡ với chám ấy. Nhưng mà đổi lại nó hơi nhạt một xíu. Nhưng mà thôi, ngay nhất cả. Dần dần nó quen đấy nó ạ. Đấy, nó có sơ đấy.
Đấy, sợ dần dần nó sẽ quen, gọi là quen cái môi trường của gia đình nhà mình nhé, thì là dần dần nó đỡ sợ. Ok nó. Đấy, ok anh em nhé. Đấy thì mình cho nó nghỉ ngơi rồi có gì mai mình sẽ quay cho anh em xem ha. Giờ nó đang sợ, giờ để cho nó yên tĩnh, cho nó nghỉ ngơi cái đó. Ok nè, video của hôm nay em đã kết thúc nha nè. Chúc anh em sức khỏe nhé.